Hasagi. Tôi với anh Thành tôi với đang chuẩn bị tư thế trước. Tôi với anh Thành sẽ đi tập đánh kiếm, là tập môn Kendo. Kendo. Anh có nghe tới môn này chưa? Anh có nghe Ken gầy rồi chứ anh chưa nghe Kendo. Đây là đây tập sẽ Kendo lên đúng không? Yeah. Ok, thì là hôm nay mình đang ở đây với lại anh Kim. Ok, thì là hôm nay anh sẽ hướng dẫn tụi em thì là có gì khó không ạ? Kendo á thì nó là một môn cổ truyền truyền thống của Nhật. Nói nó khó thì nó cũng không hẳn, nhưng mà nói nó dễ thì cũng không phải là dễ. Đầu tiên là mình được luyện tập nhiều đúng không? Dạ. Thì ít nhất thì mình cũng có luyện được nội công gì đấy. Thì tuyệt chiêu mà. Tuyệt chiêu thì nó cũng có, nhưng mà nó sẽ thực tế hơn chứ không phải là mình có haki hay là hình thành tuyệt chiêu quan trai gì đấy. Em tưởng có chữ cuối rồi thì thì mỗi người cũng sẽ có một vài kỹ thuật người ta gọi là tủ thì có thể coi là tuyệt chiêu. Mình thay đồ trước đi để cho nó có không khí. Thay đồ. Bruh. Gì bạn? Samurai bình thường mình sẽ không chống kiếm xuống đất như thế này. Tại vì đầu tiên là người ta phải bảo vệ cây kiếm. Nếu chống xuống thì nó sẽ bị hư. Chỉ có samurai khi mà thua trận, kiếm sĩ thua trận thì người ta mới chống xuống. Kiếm đạo thì mình sẽ tập chính với lại là kiếm. Thì cây kiếm của mình ngày xưa võ sĩ Nhật thì người ta dùng cây katana như thế này. Còn bình thường khi mà luyện tập thì mình sẽ tập cây kiếm tre này. Có một sợi dây này. Nó là cái sống kiếm, cái sống kiếm, cái phần không chém được. À, đây còn cái phần đối diện với nó là cái lưỡi đối chiếu. Anh tưởng đến là gì không? Đây nè, ví dụ mà anh đang đánh nhau xong cái chết rồi nó đi sao á, xong rồi lấy làm cung cái làm để làm cung bắn á. Ừ. Như khó vậy, sáng tạo khó tạo mà cố nghĩ ra được à. Thì bây giờ mình chỉ các bạn cầm kiếm trước, tay trái cầm sát xuống dưới, mình sẽ tay phải cầm lên cách tay trái một nắm tay, một nắm tay là được rồi. Bây giờ các bạn chĩa cái kiếm thẳng xuống, đúng rồi, 1 2. Đây, 1, 2, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa cho nó hoàn chỉnh. Đó là mình hét lớn lên. Đòn đó tên là men. Men, người đàn ông. Tiếng Nhật đó là cái mặt. Nghĩa là mình chém vào đấy. Được rồi, chém xuống. Men! Men! Đúng rồi, hét lớn lên. Men! Men! Rồi hét lớn lên. Em là woman được không? Men gì đó? Woman! Thì người ta cho các bạn ra ngoài. Bây giờ mình tập sang đòn phốt tên. Cô ta. Đúng rồi, tiếp. Cô ta. Đúng rồi, đòn tiếp theo là đòn đô. Đô. Rồi, mình còn một skill tối thượng nữa. Skill tối thượng. Nghe, rê. Cúi chào. Tai to. Kéo kiếm lên. Rồi, bước vào một. Bước dài ra. Căm ơi. Căm rồi, đứng ra. Bước tới. Bước tới. Đúng rồi, tốt. Thì ở tư thế này mình sẽ bắt đầu đánh. Dạ. Bước vào. Lên. Đúng rồi. Ok, lùi về một bước. Rồi lùi bước nữa. Đúng rồi. Đó, lên. Men. Đúng rồi, lùi về 1, 2. Đánh đô thì cứ nhiệt tình. Dạ. Không cần phải nhẹ quá. Đô. Help me. Help me. 1. Đô. I kind of missed. 1, 2. Đúng rồi. Yeah. Được đấy. Mình chỉ tập những đòn căn bản như vậy thôi. Dạ. Chỉ là men, cô tê, đô. Dạ. Tiếp theo chắc là mình sẽ hướng dẫn các bạn mang giáp. Dạ. Và các bạn sẽ thông thạo hai. Thông thạo hai là đơn giáp. Đúng thế. Rồi bước vào một bước. Đứng yên thôi Thành. Đứng yên. Rồi đỡ cái kiếm ra. Rồi đánh vào ha, bước vào. Dạ. Man! Bước vào một bước. Đúng rồi, Thành đỡ. Đánh xuống. Man! Chạy nhanh nha. Yeah! Yeah! Yo! Man! Bruh! Yeah! Ủa, khoan là khoan là ai đánh anh? Không được đâu. Khoan là ai đánh anh? Rồi, cô tê thì mình sẽ cắt một chút xíu, mình không có chạy thẳng qua. Dạ. Mà khi đánh tới đây thì mình tông vào người người ta. Dạ. Tê! Đấy bạn. Dạ. Cô tê! Khá. Dạ. Đúng rồi. Đi vào một bước. Cái mình sẽ đánh vào đấy. Đó!
Sao em quay lại em rút súng em bắn à? Nam đi. Được chưa? Thử là cái giơ tay lên. Đây luôn, ok rồi chơi. Ok. Tốt lắm. Đấy là thành thạo 2. Yeah, thông thạo 2. Thì mình còn nhiều cái nữa. Thì hôm nay trong khuôn khổ các bạn trải nghiệm thì nó có những cái một số cái căn bản như thế. Thì bạn cũng tương đối nắm được môn kendo là gì rồi. Và mình tập thế nào rồi đúng không? Dạ. Ok, thì em thấy là em với anh tập cũng nhiều đó. Bây giờ là anh luyện được vài chục chiêu tất sát rồi. Anh em mình làm trận quyết tử không? Đánh nhau không? Ok. Vô. Kendo hơn chút nào chưa? I don't know. Mà kendo học kendo nghe mặn nghe chứ. Ok. Ok, thì là tôi nghĩ là tôi sẽ end video ở đây. Cảm ơn em đã xem video này. Like các bạn thích và subscribe xem thêm. Và hẹn gặp mọi người những video lần sau. Bye mọi người. Kendo. Hey bro. Ok, bye mọi người.